Xin chào bác nhá. Tiếp theo clip ngày hôm nay thì em giới thiệu bác với cái dòng củ để bãi ba kênh. Chiếc củ để này thì em cũng test máy khách hàng. Khách hàng này hôm trước anh mới lấy cách đây khoảng độ 4 hôm anh mới lấy một chiếc. Hôm nay tiếp tục anh ủng hộ cửa hàng một chiếc để lấy hộ mà anh em bạn bè. Anh Nguyễn Hưng có địa chỉ ở đội 10, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định bác nhá. Con đẩy DG với mã TK4503 bác nhá. Con đẩy này thì thương hiệu của Nhật và với công suất thì các bác có thể đánh được những cặp loa đây, ở đây em đang test những cặp loa bass 40 bác nhá. Và con này đánh được cả suốt 50 luôn. Trông thì nó sò, nó sử dụng ít nhưng mà dòng này rất là khỏe, đánh rất là lực và đánh mát máy nhé. Hiện tại thì nó sử dụng hai quạt gió mà quạt thì rất là êm. Đấy, hiện tại đang test cái này thì gần như là các bác nghe thì chủ yếu là tiếng ồn bên ngoài nhiều, chứ tiếng quạt thì gần như không có tiếng mấy nhé, chứ rất là êm. Và máy móc linh kiện con này thì nói chung là máy đẹp và máy chất, máy nhìn rất là thoáng và linh kiện cực kỳ là đẹp luôn. Đẩy ba kênh nhé, hiện tại em đang test kênh 1, kênh 2 và kênh 3 này thì các bác có thể dùng đánh loa lời hoặc đánh súp đều được. Đấy, thì trong clip này em test bác khách hàng tiếp theo một con nữa, quay nội thất cũng như là số xe gì mọi thứ là cho anh khách hàng. Bên cạnh đó thì sẽ test cho bác nghe cũng như báo giá để các bác tham khảo với dòng sản phẩm tại cửa hàng. Con đẩy này đẩy ba kênh DG với mã TK4503 thương hiệu của Nhật với giá bán là 3.800.000 đấy nhá, 3.800.000. Hiện tại em đang test đây, tín hiệu đây từ máy tính nhá, máy tính tắm vào đẩy và đánh thẳng ra loa. Đấy, để số xe gì anh khách hàng. Với ba kênh nhá, hiện tại vào kênh 1, kênh 2, 1, 2 ra loa 1, 2, còn kênh 3 là chưa tín hiệu vào, cũng chưa có tín hiệu ra loa nhá. Thì về các bác có thể đấu vào kênh 3. Đấy, thì với chất âm của nó rất là hay và tiếng của nó thì sáng tiếng nhá. Đây em sẽ quay linh kiện máy móc thôi. Con này thì tất cả linh kiện là toàn linh kiện là linh kiện cắm chân hết đấy nhá. Đấy, và linh kiện nó còn rất đẹp, từ những con điện trở này các bác nhìn nó còn đẹp và các chân nữa nó không bị, những cái chân nó không bị han rỉ gì cả nhá. Hàng rất là đẹp luôn, sò NGV kép này. Đấy, nó sử dụng một tổng là 22468, tổng là 22 sò NGV nhá, 22 sò NGV, 3 kênh. Đấy, kênh 3 thì đánh 2 tụ, còn kênh 1, 2 đánh 2 tụ, tụ to hơn. Nguồn này nó được khoảng 18cm ấy nhá. Đấy, máy móc nó linh kiện này còn đẹp và sạch sẽ. Nói chung là về con này thì các bác chơi thì cũng yên tâm, cũng như là tiếng hay nhá. Tiếng nó rất là sáng, tiếng bén tiếng này, mọi người nghe. Này, ở đây thì em test chẳng qua vang lọc gì, test trực tiếp đẩy đánh vào loa. Âm lượng của máy tính thì nó khá là nhỏ, nó không to như tivi, nhưng mà để mức 12 giờ là cũng khá là to rồi. Đấy, thì bác nào mà quan tâm những dòng sản phẩm này thì gọi cho bên em ấy nhé, em báo giá cũng như là test chất âm rồi thì trong video, các bác xem video ở trong video. Đấy, thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Test bác khách hàng làm video clip để lưu lại một chút kỷ niệm bác khách hàng với cửa hàng, cũng như là giới thiệu toàn thể quý khán giả khắp mọi miền chúng ta tham khảo với những sản phẩm tại cửa hàng ấy nhé. Em xin chào bác ạ.